Một nam thanh niên tử vong trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, nghi bị đánh hội đồng. Nạn nhân sống lang thang, thường tụ tập ăn nhậu với một số người trong khu vực. Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ ngày 28 tháng 8, người dân phát hiện thanh niên khoảng 35 tuổi cởi trần, mặc quần lửng, nằm bất động trên vỉa hè phía trước căn nhà trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, nên chạy đến kiểm tra. Đến nơi, người dân phát hiện cơ thể nạn nhân tím tái, một tay ôm ngực trái và đã tử vong nên trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt phong tỏa hiện trường để thu thập dấu vết, lấy lời khai những người liên quan và trích xuất camera để điều tra làm rõ vụ việc. Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, nạn nhân sống lang thang tại khu vực trên khoảng một năm và hay ngồi uống rượu với một số người khác.